Không biết đã có ai từng bán hàng ra Shopee mà gặp tình trạng giống như Ro chưa? Mọi người có thể cho Ro xin lời giải đáp được không? Chuyện là dạo gần đây có khá là nhiều tài khoản đặt hàng trên Shopee của Ro. Nhưng khi mà Ro kiểm tra các tài khoản ấy thì hầu hết đều là những tài khoản vô danh, không tên, không avatar và cũng chưa có tỷ lệ nhận hàng.